Không khó để tìm và đọc được những bình luận gây tranh cãi về mức giá mới của Toyota Land Cruiser Prado, gọi tắt là Toyota Prado 2024 trên mạng xã hội. Số đông đặt ra thắc mắc lớn về bước chuyển giá mạnh của một mẫu SUV phổ thông. Tuy nhiên, dường như đó không phải quan tâm của những khách hàng thực sự sẽ xuống tiền với Prado. Toyota hiểu điều đó và hãng xe Nhật có lý do để đưa đẩy mẫu xe đầu bảng của họ tới thẳng với nhóm khách hàng mục tiêu tuy ít nhưng chịu chơi của mình. Tờ Drive của Úc phải thốt lên thiết kế đẹp nhất từ trước tới nay khi nhắc về Toyota Prado 2024. Từ đó đủ thấy hãng xe Nhật tự tin đứa con của họ sẽ chạm được tới sự thỏa hiệp về giá trong tâm trí tệp khách hàng rất đặc thù đang chờ đợi Prado bấy lâu. Đây là thế hệ thứ 5 của mẫu SUV này. Hiện xe được phân phối chính hãng với một phiên bản dùng cửa sổ trời toàn cảnh giá bán 3 tỷ 480 triệu. Toyota Việt Nam dự kiến sẽ phân phối thêm một phiên bản dùng cửa sổ trời đơn từ tháng 3 năm 2025 với mức giá 3 tỷ 460 triệu. Toyota Land Cruiser Prado 2024 khác biệt hoàn toàn từ ngoài vào trong so với thế hệ cũ. Thiết kế xe vuông vức và được tối ưu cho địa hình với góc tiếp cận, thoát và vượt của xe lần lượt là 31, 22 và 25 độ. Cụm đèn, lưới tản nhiệt và hốc lốp đều được tạo nét vuông vức, góc cạnh. Tại Việt Nam, Toyota Prado được phân phối với kiểu thiết kế lưới tản nhiệt nan dọc và cụm đèn pha LED toàn phần hình chữ nhật. Trong khi tại một số thị trường quốc tế, mẫu SUV này có thêm kiểu đèn pha tròn và lưới tản nhiệt ô lưới. Kích thước tổng thể dài rộng cao của Toyota Prado 2024 lần lượt là 4.925mm, 1.980mm, 1.935mm, trục cơ sở ở mức 2.850mm và khoảng sáng gầm 215mm kết hợp với tạo hình vuông vức khiến chiếc SUV của Nhật Bản trông rất đồ sộ khi nhìn thực tế. Cụm đèn pha LED toàn phần, thiết kế dạng hai tầng của Toyota Prado 2024. Mẫu xe này trang bị tiêu chuẩn cửa cốp mở hai phần gồm mở riêng phần cửa kính, hoặc mở toàn bộ cửa như thông thường. Tất nhiên, xe có cốp điện và tính năng đá cốp. Bộ mâm trang bị trên xe chính hãng là loại đa chấu kích thước 20 inch, sơn đen toàn bộ. Hệ thống treo của Prado 2024 là tự thích ứng AVS kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái. Vào bên trong, không gian nội thất của Toyota Prado 2024 cho cảm giác khỏe khoắn, hiện đại vượt trội so với thế hệ cũ. Mặc dù sử dụng chung nền tảng với đàn anh Land Cruiser LC300, nhưng thực tế hai mẫu xe này có khá ít điểm tương đồng ở cách thiết kế nội ngoại thất. Vô lăng thiết kế theo thiên hướng cổ điển, với dòng chữ Toyota đặt chính giữa thay vì logo như thường thấy. Mẫu xe này có sẵn tính năng sưởi tay lái và hát. Phía sau tay lái là một màn hình điện tử cỡ lớn, kích thước 12.3 in đóng vai trò là đồng hồ tốc độ, chất lượng hiển thị sắc nét. Người dùng có thể tùy chỉnh được 3 kiểu thiết kế khác nhau theo sở thích. Một điểm cộng khác là khả năng tùy biến hiển thị thông tin ở màn hình này rất đa dạng và đầy đủ. Chưa hết, người dùng còn có thể chọn giữa 4 kiểu chủ đề thiết kế khác nhau. Như vậy, Toyota Prado 2024 có tổng cộng 12 kiểu đồng hồ tốc độ để có thể tùy chỉnh cho đúng sở thích hiện nay đàn anh Land Cruiser LC300 còn chưa được trang bị option này. Màn hình giải trí trung tâm, cũng có kích thước 12.3 in kết nối điện thoại thông minh không dây. Chất lượng hiển thị sắc nét, độ phản hồi nhanh nhạy là điểm cộng của màn hình này. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn trên Prado 2024 là 14 loa JBL. Mẫu SUV này được trang bị hệ thống làm mát 3 vùng độc lập. Tiện ích ghế ngồi của hàng trước bao gồm sưởi ấm thông gió và chỉnh điện đa hướng. Riêng ghế lái có nhớ vị trí, Khu vực bệ trung tâm được thiết kế nhiều nút bấm bao gồm núm tùy chỉnh chế độ lái, chế độ địa hình, gai cầu điện tử, khóa vi sai, phanh tay điện tử và sạc không dây. Mẫu SUV này vẫn được trang bị hộp làm mát đặt ở bệ tỉ tay ghế trước. Cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị có sẵn ở Toyota Prado 2024. Như đã đề cập ở trên, dự kiến Toyota sẽ phân phối thêm phiên bản cửa sổ trời đơn từ tháng 3 năm sau. Toàn cảnh ba hàng ghế rộng rãi của Toyota Prado 2024. Hàng ghế thứ hai có hệ thống điều hòa riêng biệt và tính năng sưởi thông gió ghế. Hàng ghế thứ ba có thể tùy chỉnh độ ngả lưng bằng điện thông qua nút bấm đặt ở hai bên bệ tỉ tay. Xe sử dụng động cơ xăng 2.4 tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô men xoắn 430 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Trước đây mẫu SUV này, sử dụng động cơ xăng 2.7 hút khí tự nhiên chỉ cho ra 164 mã lực xe trang bị 6 chế độ lái trên đường nhựa và 5 tùy chọn đi địa hình off road